Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay. Ngày 31 tháng 3 thì mình dự đoán tiếp tục những con số cho các bạn tham khảo như sau. Tại Tây Ninh thì mình dự đoán con số 06 và 55. Ba con số thì mình dự đoán con số 411. Đài An Giang thì mình dự đoán con số 37 và 79. Ba con số thì mình dự đoán con số 856. Đài Bình Thuận thì mình dự đoán con số 08 và 61. Ba con số thì mình dự đoán con số 008. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xem, chia sẻ những video trên kênh Chí Thanh Vlog của mình. Trên kênh Chí Thanh Vlog còn nhiều video nói về thế giới động vật và những video ngắn rất hay, mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh Chí Thanh Vlog nhiều hơn.